Set thứ 3 của trận công đài thứ 3 kỳ 48. Vừa rồi thì cả hai set Tây và công đài Bùi Tuấn Anh đều dẫn trước ở những phút cuối cùng, nhưng mà anh bị thua ngược lại. Thì có lẽ anh sẽ cứ hãy xem Bùi Tuấn Anh sẽ rút kinh nghiệm gì từ hai set trước. Set này 1-0. Một đều. Phòng thủ gần bàn rất nhanh. Một quả tấn công rất là dứt khoát của Bùi Thế Nghĩa. Tỷ số đã được cân bằng 2-2. Tỷ số đang rút ngắn 6-9, 17. Đó là những cái mà đã trải qua ở set 1 và set thứ 2. Liệu đội Bùi Tuấn Anh có rút kinh nghiệm được những chuyện này không? 6-9. Một pha penalty nhưng Bùi Thế Nghĩa đã đánh hỏng rất là ổn. Hay hay không? 16. Và 11-6. Như vậy tỷ số toàn cục đã được rút ngắn. Bây giờ là 2-1 và đại chủ Thế Nghĩa đang dẫn trước 2-1 toàn cục. Chúng ta chờ đón set thứ 4 của trận đấu.